Thưa quý vị, trong khi đó, công ty Attic theo hồ sơ của cơ quan điều tra cho biết, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hòa đã bỏ ra 5 tỷ đồng để thành lập và đứng tên giám đốc công ty Attic này. Thưa quý vị, ban đầu, bà Nguyễn Trúc Chi Hòa là giám đốc, sau đó để cho con trai là Nguyễn Đức Hạnh. Nhưng sau đó, bà Hòa có nói với Nguyễn Trường Giang, nếu để cho Nguyễn Đức Hạnh đứng tên, điều đó sẽ ảnh hưởng tới uy tín làm việc của ông Nguyễn Đức Trung, lúc đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, mà công ty Attic của gia đình ông Nguyễn Đức Trung ký nhiều hợp đồng với các sở ban ngành của thành phố Hà Nội. Và chính vì thế, bị can Nguyễn Trường Giang đã nhận được yêu cầu mua lại 60% vốn điều lệ của cái công ty Attic, còn 40% còn lại thì do người nhà của ông Nguyễn Đức Trung đứng tên. Và thưa quý vị, Nguyễn Trường Giang đã bỏ ra một cái số tiền khoảng 5 tỷ đồng để mua 60% vốn điều lệ. Nhưng mà Nguyễn Trường Giang nói 60% thì nghiễm nhiên Nguyễn Trường Giang trở thành một cái cổ đông chiếm một cái tỷ lệ sở hữu vốn lớn. Nhưng mà khi chuyển giao cho Nguyễn Trường Giang tham gia điều hành công ty Attic thì bà Hoa không bàn giao vốn. Đó là lý do Nguyễn Trường Giang phải sử dụng tiền của cá nhân và gia đình để bù vào 5 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Đó là lý do tại sao khai với cơ quan điều tra, thưa quý vị, bị can Nguyễn Trường Giang đã thừa nhận khi trụ sở chính của công ty Attic đặt tại số 12 Đặng Tiến Đồng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thì các cái bên liên quan, các đối tác kinh doanh, ai ai cũng biết đó là công ty của gia đình ông Nguyễn Đức Trung, chứ không ai biết rằng người chủ sở hữu tới 60% cổ phần của cái công ty này đó là Nguyễn Trường Giang. Tuy nhiên, vẫn theo Nguyễn Trường Giang khai cho cơ quan điều tra là trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty Attic thì vẫn được ông Nguyễn Đức Trung tạo mọi điều kiện gợi ý cho kinh doanh một số sản phẩm. Ví dụ như những cái sản phẩm thu gom vận chuyển rác của Cộng hòa Liên bang Đức, hay những cái sản phẩm liên quan tới việc làm sạch nước sông Hồ, v.v. Theo Nguyễn Trường Giang cho biết, vì mục đích muốn tạo cho uy tín, lấy lòng ông Nguyễn Đức Trung, nên các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giúp đỡ cho công ty Attic của Nguyễn Trường Giang, mà thực chất là của gia đình Nguyễn Đức Trung, có rất nhiều điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh và buôn bán. Đó là lý do tại sao Nguyễn Trường Giang đã dùng tiền của công ty Attic làm từ thiện tặng quà theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung, với cái mục đích ông Nguyễn Đức Trung đánh bóng hình ảnh của bản thân. Được biết trong đó có những cái mặt hàng mà Nguyễn Đức Trung chỉ đạo ông Nguyễn Trường Giang mua về nhưng chưa bán được, thì Nguyễn Đức Trung nói dùng làm quà, đi biếu người ta luôn. Thưa quý vị, theo kết luận của cơ quan điều tra, những cái điều mà Nguyễn Đức Trung chỉ đạo cho Nguyễn Trường Giang, nó cho thấy Nguyễn Đức Trung là một cái kẻ chủ mưu từ đầu đến cuối trong cái hoạt động của cái công ty gia đình Attic. Đó là chưa kể đến cái hoạt động của cái siêu thị Minh Hòa của vợ Nguyễn Đức Trung. Được biết, cái công ty Attic đã nhận được những cái nhu cầu chỉ định của Nguyễn Đức Trung, đó là chỉ định về mặt công ty bán hoặc dự định về nhập bán cho các cái đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Nó chiếm khoảng 80-90% doanh thu của công ty Attic. Đó là ngoài những cái sản phẩm hóa chất Ritioxi 3C, Onalase, hút, Haco, máy lọc nước, đèn điện, máy nghiền cây, nghiền bê tông, v.v. Tất cả đều do Nguyễn Đức Trung chỉ đạo cho công ty Attic nhập về. Đó là lý do tại sao trong kết luận điều tra của C03 đã khẳng định hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đức Trung là dùng những cái thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, chỉ đạo miệng trái với chỉ đạo bằng văn bản, đã hợp thức hóa hồ sơ pháp lý để đổ tội cho người khác, lợi dụng chức vụ quyền hạn ép buộc cấp dưới nhằm che giấu hành vi phạm tội. Thậm chí C03 khẳng định Nguyễn Đức Trung là một kẻ chủ mưu và cần phải áp dụng những cái biện pháp tăng nặng.
Thưa quý vị, liên quan tới cái vụ kinh doanh hóa chất, được biết Nguyễn Đức Chung đã nghĩ ra cái điều này trước khi nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vì Nguyễn Đức Chung đã được những cái tay chân gà cho. Nguyễn Đức Chung vẽ ra một cái dự án 20.000 tỷ để làm sạch nước sông Hồ và cải tạo sông du lịch Tô Lịch ở Hà Nội. Và thưa quý vị, người ta nói không may cho Nguyễn Đức Chung, đó là chính phủ Nhật đã nhận lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc cải tạo sông Tô Lịch để làm trong sạch đối với cái dòng sông của thủ đô. Tuy nhiên, thưa quý vị, Nguyễn Đức Chung cảm thấy không hài lòng. Thậm chí Nguyễn Đức Chung đã chơi xấu, chỉ đạo cho công ty thoát nước Hà Nội tiến hành xả nước Hồ Tây để phá tan cái công trình mà các cái công ty môi trường của Nhật Bản đang đầu tư nhằm cải thiện cái điều kiện nước sông Tô Lịch. Trong khi, thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Phúc có một cái thời gian là giúp cho Nguyễn Đức Chung rất nhiều việc trong việc chỉ đạo thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, Nguyễn Đức Chung sẵn sàng vì lợi ích của gia đình để phản bội ông Nguyễn Xuân Phúc. Người ta nói ngoài ra, Nguyễn Đức Chung là một cái kẻ đấm đá chuyên nghiệp. Thậm chí Nguyễn Đức Chung cũng học một cái trò bẩn, đó là thu thập các bằng chứng về hoạt động kinh doanh sân sau của các quan chức. Kể cả ông Phạm Minh Chính là người giúp sức đưa Nguyễn Đức Chung lên chiếc ghế quyền lực Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Vậy mà Nguyễn Đức Chung cho đàn em thu thập các cái bằng chứng về hoạt động sân sau của ông Phạm Minh Chính. Rồi Nguyễn Đức Chung còn có các bằng chứng được cho là ông Nguyễn Xuân Phúc tiến hành chấn yểm Hà Nội ở huyện Quốc Oai, cụ thể là ở chùa Hòa Phúc, nơi mà Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Nguyễn Đức Chung lần đầu tiên khi cả hai khánh thành cái chùa vào tháng 2 năm 2016 và kết tâm giao với nhau. Thưa quý vị, sau đại 12 thì ông Nguyễn Xuân Trúc giữ chức vụ Thủ tướng, còn Nguyễn Đức Chung giữ chức vụ Chủ tịch Hà Nội. Vậy mà Nguyễn Đức Chung vẫn tìm cách thu thập các tài liệu để tấn công các cái đối thủ chính trị của mình, kể cả các tài liệu liên quan đến cái vụ Sipucha của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà chúng tôi nói với quý vị cách đây vài ngày, hay cái vụ đầu tư vào Venezuela của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gây ra những khoản thất thoát mà theo Nguyễn Đức Chung trách nhiệm phải thuộc về Tổng Bí thư trong cái quyết định đầu tư. Thậm chí Nguyễn Đức Chung còn chuẩn bị các cái tài liệu liên quan tới ông Vương Đình Huệ trong vụ tăng giá điện thời mà ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ kiểm toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Rồi kể cả xin lỗi quý vị, kể cả những trường hợp liên quan tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cái vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà cũng vậy. Và Nguyễn Đức Chung thổi bùng lên cái vụ việc trường quốc tế Gateway liên quan tới ông Nguyễn Xuân Phúc. Chúng tôi kể ra những cái điều đó để quý vị thấy rằng Nguyễn Đức Chung đã có những cái thủ đoạn chính trị không nể nang trong cái vấn đề mà mối quan hệ trước đây, mà người ta nói đó là những cái đòn cảnh tỉnh đối với các đối thủ chính trị. Mà Nguyễn Đức Chung muốn làm cái điều đó để vươn lên tầm cỡ những cái nhân vật quan trọng trong chính trường Việt Nam. Chính vì thế, cái điều người ta nói chắc chắn Chung còn bị xử lý. Tuy nhiên nó vẫn là một cái bài toán đau đầu cho Tổng Bí thư, khi mà vây cánh của Nguyễn Đức Chung vẫn còn mạnh. Bởi vì theo Nguyễn Phú Trọng, nếu xử Chung còn thì nó ảnh hưởng tới cái mối quan hệ ở trong đảng và mất uy tín đối với người dân thủ đô. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhận thấy Nguyễn Đức Chung có những cái hành động phản bội thì Nguyễn Xuân Phúc đã quay lại hợp tác với Tô Lâm để ép cho ông Nguyễn Xuân Phúc phải thực hiện loại bỏ. Thưa quý vị, mới đây trong một cái bài viết có tựa đề Nguyễn Đức Chung xem Hà Nội là nhà riêng và mình là chủ nhà. Theo đó, Nguyễn Đức Chung khi còn là Chủ tịch Hà Nội đã tạo ra một cái sự thất vọng của công chúng thủ đô khi mà Nguyễn Đức Chung
càng ngày càng có các cái biểu hiện hành xử ngang tàng, không coi dư luận ra gì. Thậm chí Nguyễn Đức Chung cũng chẳng giữ các cái mối quan hệ đối với các quan chức, đặc biệt đối với các cán bộ cách mạng lão thành và các cái nguyên ủy viên Bộ Chính trị đã nghỉ hưu, thậm chí đối với các doanh nhân trong và ngoài nước, kể cả những vấn đề quan hệ kinh tế, quan hệ ngoại giao v.v. Tất cả bởi Nguyễn Đức Chung ảo tưởng cái gì Nguyễn Đức Chung suy nghĩ cũng là con số đô la tròn chính. Cộng thêm, Nguyễn Đức Chung là một con người được cho là ảo tưởng về quyền lực. Thưa quý vị, Nguyễn Đức Chung đã hành xử như một ông chủ Hà Nội là như vậy. Người ta đơn cử, có một cái vụ án mới được kết luận trong chùm án của Nguyễn Đức Chung là bị can. Đó là cái vụ án mà VTC đã gọi Nguyễn Đức Chung là kẻ chủ mưu. Đó là cái vụ án Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo giám đốc công ty thoát nước và ông Nguyễn Thế Hùng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thành lập một cái đoàn thanh tra toàn diện về việc Ngô quản lý sử dụng chế phẩm hóa chất làm sạch sông Hồ trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, được biết trong quá trình thanh tra, thành phố đang tiến hành thanh tra và xác định một số sai phạm, thì ông Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần tổ chức họp chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thanh tra kết luận theo hướng không có sai phạm. Cụ thể, trong một cái cuộc họp của thành phố, khi cơ quan thanh tra nêu việc khi công ty Attic của gia đình Nguyễn Đức Chung mua chế phẩm Redoxy 3 khi mà chưa được phép của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì trong cuộc họp này Nguyễn Đức Chung đã to tiếng với cơ quan thanh tra Hà Nội. Đồng thời, Nguyễn Đức Chung khẳng định việc này là do tôi chỉ đạo, từ Nguyễn Đức Chung, tôi cho phép mua trước, hoàn thiện thủ tục sau, các anh không được đổ tội cho công ty thoát nước. Thậm chí trong kết luận điều tra đã nói, bản thân Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận, đã phát biểu, cũng như đưa các cái thông tin không chính xác và can thiệp. Thậm chí Nguyễn Đức Chung còn gây sức ép, đe dọa, chỉ đạo tránh thanh tra thành phố và thành viên của thanh tra liên ngành phải ban hành kết luận cái vụ việc đó không sai phạm và những cái tố cáo là không đúng sự thật. Trong khi đó, thưa quý vị, thực chất về động cơ thực hiện cái hành vi phạm tội thì như quý vị đã biết, gia đình Nguyễn Đức Chung là đầu vụ, Nguyễn Đức Chung là kẻ chủ mưu. Đó là lý do cơ quan cảnh sát điều tra công an đã đề nghị xử lý Nguyễn Đức Chung với các cái tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, vì sao Nguyễn Đức Chung lại bị người ta xóa sổ một cách tàn nhẫn như vậy? Như quý vị đã biết, với một người trước đại hội 13, 2 năm được xem là một nhân vật sáng giá cho chức Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, vậy tại sao lại để cho Nguyễn Đức Chung đột quỵ một cách đau đớn như vậy? Người ta nói những cái hành vi được cho là Nguyễn Đức Chung tham nhũng, cố ý làm trái, vân vân và vân vân, nó là một cái vấn nạn chung của tất cả các quan chức Việt Nam. Ở cái tầm cỡ như Nguyễn Đức Chung, ai ai cũng có, ai ai cũng có sân sau, ai ai cũng lợi dụng quyền lực của mình để trục lợi cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, Nguyễn Đức Chung bị người ta ghét và xử lý nó liên quan về cái vấn đề tài sản. Mà ở Việt Nam hiện nay, không chỉ đối với các quan chức và người bình thường cũng vậy, giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó sẽ tiêu diệt. Và đối với Nguyễn Đức Chung, điều này hoàn toàn phù hợp. Vấn đề thứ hai người ta nói, Nguyễn Đức Chung có một cái tham vọng quyền lực quá lớn, nhưng cái tham vọng đó không đúng thời điểm. Đó là với kết quả thăm dò, như quý vị đã biết, ông Vũ Đức Đàm, ông Nguyễn Đức Chung được tín nhiệm cao nhất, và Nguyễn Đức Chung nghĩ rằng Nguyễn Đức Chung sẽ chắc chắn một suất Ủy viên Bộ Chính trị, và để làm mình làm bậy, Nguyễn Đức Chung lại có những cái hành động đe dọa đối với Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Điều này chúng tôi nói với quý vị đã nhiều. Xong, một cái tội thứ ba người ta nói Nguyễn Đức Chung đã sỉ nhục cho ngành công an, đó là trong cái thời gian đầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung tổ chức một cái hội nghị triển khai đảm bảo an toàn trật tự đô thị.
Nguyễn Đức Trung đã chỉ ra hầu hết các cái lãnh đạo ở cấp quận, cấp phường, kể cả cái ông công an khu vực cũng vậy, chống lưng cho các cái hàng quán, điểm trông giữ xe ô tô. Theo Nguyễn Đức Trung, trong số 180 quán bia vỉa hè ở Hà Nội, tôi được biết có tới 150 quán có công an đứng sau. Thưa quý vị, bản thân Nguyễn Đức Trung là một người trưởng thành từ ngành công an đi lên. Nguyễn Đức Trung cũng tham nhẫn không kém ai cả. Vậy mà tại sao Nguyễn Đức Trung lại muốn làm để chứng tỏ rằng mình là con người trong sạch, dám vạch áo cho người xem lưng? Nguyễn Đức Trung tuyên bố như vậy thì khác nào vả vào mặt ngành công an, hay nói một cách khác, gián tiếp chỉ trích Bộ trưởng Công an Tô Lâm không quản lý được vấn đề nhân sự của ngành công an. Đó là một trong những lý do Nguyễn Đức Trung phải chết cho đúng quy trình. Và điều đó chính là nó phù hợp với cái điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: chống tham nhũng là ta đánh ta. Tại sao biết điều đó mà Nguyễn Đức Trung còn tự vạch áo cho người xem lưng như vậy? Trong khi đó, người ta nói nếu so sánh tội của Nguyễn Đức Trung so với Lê Thanh Hải thì tội Trung còn chỉ bằng cái móng tay để bên cạnh một cái chiếu. Tuy nhiên, Lê Thanh Hải khác với Nguyễn Đức Trung, đó là Lê Thanh Hải có một cái bức tường thép liên quan tới Trung Quốc và thế lực của bên vợ. Hơn thế nữa, Nguyễn Thanh Hải tiền bạc vô biên, đã chịu trì. Đó là lý do Lê Thanh Hải cho đến ngày hôm nay vẫn thoát tội. Thưa quý vị, trong khi đó, như quý vị đã biết, trong hàng ngũ các tướng tá công an có hai nhân vật bị tống vào lò. Đó là hai anh hùng lực lượng vũ trang, đó là các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Đức Trung. Thưa quý vị, nhận xét về Nguyễn Đức Trung, những cái người ít tiếp xúc hoặc tiếp xúc lần đầu tiên thì thường đánh giá Nguyễn Đức Trung là một cái con người có năng lực, có tố chất của một lãnh đạo. Và thưa quý vị, trong một cái câu chuyện của đại sứ Việt Nam tại Anh, ông Vũ Quang Minh kể lại, đó là một câu chuyện trong chuyến công tác của ông Nguyễn Đức Trung trong cái thời gian còn là thiếu tướng giám đốc công an thành phố Hà Nội. Nó cho thấy Nguyễn Đức Trung đằng sau một cái vẻ mặt bên ngoài được cho là bình thường, một con người biết lắng nghe, nhưng nó có những cái suy nghĩ tư duy của những cái kẻ cực kỳ nguy hiểm. Thưa quý vị, theo đại sứ Vũ Quang Minh, khoảng năm 2011-2012, khi tôi đang là đại sứ tại Anh Quốc, thì khi đó anh Nguyễn Đức Trung với tư cách giám đốc công an Hà Nội có dẫn đầu một cái đoàn đại biểu của công an thành phố sang thăm và làm việc với cảnh sát đô thành London. Được biết lúc đó hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ của Anh Quốc rất hiệu quả. Đặc biệt phía Anh Quốc rất ấn tượng đối với giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Trong khi đó, theo đại sứ Anh Quốc của Việt Nam thì ông Vũ Quang Minh cho biết sau nhiều ngày làm việc bận rộn thì anh Nguyễn Đức Trung và đoàn có nhã ý chiêu đãi đại sứ và một số anh em trong sứ quán tháp tùng đoàn tại một cái quán steak theo phong cách đặc biệt của Anh Quốc. Quán đó chỉ bán một cái món duy nhất, đó là rượu vang đỏ và thịt bò steak. Theo đại sứ Vũ Quang Minh, sau khi chúng tôi đã yên vị và gọi xong món, thì anh Nguyễn Đức Trung có nói với thư ký mang ra một chai rượu whisky cực ngon của Scotland. Đó là một cái quà tặng của đối tác Anh tiếp đón đoàn đại biểu của công an thành phố, mở ra để tất cả cùng thưởng thức đặc sản của Anh Quốc. Thưa quý vị, tuy nhiên, theo đại sứ Vũ Quang Minh, nhân viên của nhà hàng đã đề nghị chúng tôi không mở rượu mạnh, mà dùng rượu vang đỏ đặt theo bít tết đã sẵn sàng. Dù rằng chúng tôi, tức đại sứ Vũ Quang Minh, có đề nghị gặp quản lý, thì có một người đàn ông đại diện cho nhà hàng nói quy định của nhà hàng không để cho khách hàng sử dụng rượu mạnh. Khi đó Nguyễn Đức Trung ngồi đó thấy rất ngạc nhiên, nhất là khi cái người quản lý nhà hàng nói với Nguyễn Đức Trung rằng những cái điều
mà họ biết về cái đoàn, những cái thực khách đang ngồi ở cái bàn này là những nhân vật quan trọng, là khách của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Trung có đề nghị với chủ nhà hàng cho cái đoàn của ông Trung được một cái đặc cách. Được biết ông quản lý cương quyết không đồng ý, kể cả Nguyễn Đức Trung rút danh thiếp giám đốc công an thủ đô, cũng như giám đốc cảnh sát đô thành London là bạn của Nguyễn Đức Trung. Xong ông quản lý quán có nói với Nguyễn Đức Trung rằng, theo luật, quán của chúng tôi chỉ xin giấy phép phục vụ rượu vàng. Còn nếu như quý khách uống rượu mạnh, tùy theo nồng độ cồn, thì quán chúng tôi sẽ vi phạm luật và sẽ bị phạt, thậm chí phải hầu tòa. Rồi người quản lý nói với Nguyễn Đức Trung, kể cả ông có mời bạn ông, tức giám đốc cảnh sát đô thành London tới đây, chúng tôi cũng phải bó tay, bởi vì nhà hàng không có quyền làm những cái điều pháp luật quy định, và kể cả ông giám đốc cảnh sát đô thành cũng không có quyền yêu cầu chúng tôi làm những việc trái pháp luật. Thậm chí ông giám đốc cảnh sát London mà ra lệnh cho quán tôi cho đoàn uống chai rượu bia này, thậm chí ông ấy cũng bị phạt, bởi vì trong quán của chúng tôi có camera, mà kể cả cảnh sát khu vực người ta kiểm tra, người ta cũng có thể xử lý phạt ngay. Ngoài ra, ông chủ quán còn cho biết các anh hãy sử dụng bít tết và rượu vang đỏ thì các anh sẽ thấy hết được cái ngon và tinh tế của ẩm thực Anh. Còn nếu quý vị không đồng ý thì mời quý vị và quý khách đi ra những cái tiệm rượu hay quán bar, quý vị có thể uống rượu mạnh một cách vô tư. Theo đại sứ Vũ Quang Minh, mặc dù cả bàn ăn rất bực mình, tại vì một cái nhu cầu đòi hỏi quá đơn giản như ở Việt Nam, nhưng mà ở Anh Quốc thì người ta tuân thủ pháp luật một cách chặt chẽ như quý vị đã thấy, và không còn một lựa chọn nào khác. Cuối cùng đoàn đại biểu của công an thành phố cũng như đại sứ Vũ Quang Minh cũng phải vui vẻ ăn bít tết với rượu vang đỏ. Thưa quý vị, câu chuyện nếu chỉ như vậy nó không có gì. Nhưng mà khi bữa ăn đã tàn, tiệc sẽ chuẩn bị hết, cũng là lúc cái quán ăn đó đóng cửa, thì theo đại sứ Vũ Quang Minh, có một cái điều bất ngờ xảy ra, đó là ông quản lý quán đi tới và đưa ra một cái chai rượu whisky cũng tương đương với chai rượu của Nguyễn Đức Trung đưa ra ban nãy. Và thưa quý vị, thế là tất cả các thực khách ồ lên khi ông chủ quán nói rằng, tôi xin phép mời mỗi quý vị một ly để cảm ơn quý vị đã thông cảm và tôn trọng những cái quy định của quán chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có một cái bữa tối ngon miệng. Và chai rượu này là chai rượu chúng tôi mời quý vị với tư cách cá nhân. Như quý vị là những cái thực khách bạn bè tới thăm nhà, rõ ràng điều đó quán tôi đã đóng cửa, không phạm luật. Đó là lý do tại sao ông Nguyễn Đức Trung đã nói với các thành viên trong đoàn phải công nhận ở nước Anh, tinh thần tượng tôn pháp luật của họ thật là cao. Đặc biệt, Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tinh tế lịch thiệp rất quý tộc của cái chủ quán ăn ở London. Thưa quý vị, theo đại sứ Vũ Quang Vinh, giá như Nguyễn Đức Trung nhớ lại cái câu chuyện ở cái quán steak tại đô thành London vào cái năm trước đây, thì có lẽ Nguyễn Đức Trung có thể sang một cái ngả khác mà không phải bước vào cái vòng lao lý như hiện nay. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới chủ đề tại sao vấn đề sai phạm của Nguyễn Đức Trung lại được nổi lên trong cái thời gian hiện nay. Xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.